anh cầm Zuka vô trụ fit mạng xong chắc. Tao có lớp mỡ dày vậy mà trụ vẫn bắn thấm bờ lờ. Khắm, lại khắm rồi anh em ơi. Khắm thì phải làm sao? Đào dĩ chi? shopzogame.com, shop bán nick liên quân Free Fire uy tín chất lượng. Vòng quay may mắn tỷ lệ cực cao. Vận may random nhận ngay nick VIP. Truy cập ngay shopzogame.com anh em ơi. IFP lên tiếng rụt. Bạn hiểu à? Thì đây, đã có IFP đúng rồi, đã lên tiếng rồi. Ok anh em ơi. Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với channel đầu tiên gặp lại của Zogame. Hôm nay Zogame lại tiếp tục làm video theo ý tưởng khắm khu của anh em đây. Thì hôm nay là cái bữa đầu tiên mà mình gọi là giành được đấy, mà được hưởng được luôn anh em ạ. Hạnh phúc quá cái đấy. Ok, không sao hết, bước tiếp luôn. Hôm nay mình sẽ cầm con Zuka này đi gọi là fit mạng rồi bảo mỡ dày mà chú vẫn bán được. Thì bây giờ mình làm luôn này. Rồi, fit luôn. Mình trên kèo nó rồi nha anh em nhé. Anh em thấy rồi nha. Nhưng mà mình bắt tay tiếp. Hay. Buồn thay cho tiếp Zogame. Sao Zuka mỡ dày thế? Kiểu đó cười cười à. Mà chung mặt vẫn thấm. Lớn rồi. Bốc phép ít thôi. Quá hợp lý anh em ơi. Giàu dĩ chi liền. Ngu đấy. Ăn đủ cái thằng kiểu rốt này. Mày nhớ nhá. Mày đừng coi là tao trên kèo mày đấy. Chứ anh chỉ giả vờ fit vào cái kết thôi. Nói ngu thì lại tự ái. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Ôi trời ơi, tất cả rồi anh em ơi. Bị khinh thường rồi. Khinh thường chủ tịch Zogame và cái cứt. À nhầm. Và cái kết nha. Bố khỉ. Rồi, ok, không sao hết. Đi đâu mà vội mà vàng. Không fit các bạn thôi mà gì căng thế. Tí fit mặn nữa chơi. Này. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Cái gì vậy? Chắc chơi đồ xong mới như vậy. Ui à. Cái thân của tôi nó khổ này. Đấy, tất cả là vì anh em nhá. Tất cả là vì những ý tưởng khắm khú của anh em. Quẩy lên. Rồi không sao hết. Mình gánh được anh em ạ. Không phải lo gì cả. Thật mà, trời ơi. Ây à, kiểu mình ngu lại còn lên cái. Dỗi không nhầm bên. Gấu mỡ dày như thế này. Mỡ dày như thế này. Ủa, đánh luôn rồi ạ. À? Đi hàng về. Em đi đâu về. Trời ơi, thấy chưa. Thật kiểu yếu cực anh em ạ. Rồi, đấy, vào mồi mồi cho bán bài thăm nữa không chắc. Thôi, bây giờ mình không để cho nó bắn chết nữa. Ý. Lại nhỉ. Đấy, mình lại cớ để mình cắt khắp khắp rồi anh em ạ. Ôi trời ơi, em chỉ được 4 mạng rồi, thì chết tôi rồi. Từ từ thôi, đợi em xanh em đánh cho mẹ ngồi. Đi đâu mà vội mà vàng thế. Trời ơi, buồn thế nhỉ. Buồn của Jo anh em ạ. What the fuck. Khùng Zuka thì chết rồi. Sao lại thằng khùng Zuka bạn ơi. Mẹ, Jo game đánh hay như này. Đánh hay như này các bạn. Này thì khùng này. Không là khùng cái nào, băng trụ luôn anh em ạ. Chết rồi làm rồi. Sao lại ra phải cướp thế này? Chắc bò dừa thì lại gặp bò dừa. Thoát được cái trụ thì lại gặp thằng Na. Úi ôi, cứ không giết được nó luôn ạ. À. Chán thế nhở. Thôi không sao hết anh em ơi. Bình tĩnh, tự tin, không cay cú. Phát đấy mình combo được quả khá là hay. Úi ôi. Mình vừa bảo ấy thì tem mình nó cơ lại được mấy mạng. Đéo tin. Đang định bảo là tem thế thế. Ok, cũng cơ lại được ít rồi. Game lỗi rồi anh em ạ. Cứ phải chắc này thôi, game lỗi rồi. Chứ cái tầm này, thề với anh em luôn. Zuka mỡ nó dày như thế này. Mà tại sao trụ nó bắn văn thấm như thế. Mà chúng nó chém mình vẫn còn lòi cả cứt ra ngoài đấy thì cũng ra dày cái gì anh em. Lỗi chỗ nào ạ? Lỗi mà. Ý, nó ra cay rồi, ra cay lên canh mình rồi anh em ạ. Úi dồi, hai lại về. Úi dồi, em đi đâu về. Ra tốc biến luôn. Làm gì à bưởi. Này thì canh dâu game này. Láo nào. Chết đi. Chúng mày định làm cái gì hả? Gặp Joe game là đi hết nhá.
dạo này là chúng mày hơi kinh rồi đấy. Chắc chưa, chắc 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 anh em. Anh chắc được đấy. Mỡ này không cản được sát thương. Đấy chả là lôi thì gì nhẹ. Chả là lôi. Vậy chắc em kiểu người khắp lọ luôn em ạ. Chọc tức cho mình luôn. Cho mình kiểu gì không nghĩ à. Tại sao thì mình lại bị ghép chung với cái thằng nó ngu như thế này. Thì là thắng quá đi. Rồi. Ôi ôi. Ui. Kinh ghê. Kinh ghê. Kinh ghê. Chết đi. Chạy đi đâu một con sâu lại. Đứng lại. Đứng lại mình thì các bạn luôn này. Thôi chạy hết rồi à. Buồn thế. Anh em thông cảm thằng cháu gì. Nó bảo gì đấy anh em. Cháu thì cái gì đá đá. Nó bảo chơi đá nhá. Vân vân cơ. Chết thật. Mình còn chơi đá đâu. Đấy thấy chưa. Vừa bảo mình chơi đá hay gì là xong. Đấy. Các lại bảo mình chơi đồ gì. Đấy. Đấy phê phê pha pha lại lao lên chết coi trong trụ rồi. Bố khỉ á. Mang kali đi mà gọi là băng trụ nó thì kinh rồi. Hello, em đi đâu đi? Ôi ơi, chạy mất rồi. Mày chạy đâu rồi? Ê, chạy rồi. Sao nó buồn dữ vậy? Ôi đấy, lại ra mạch hút. Thì sao mà mình đen thế nhở? Quay đi quay lại là vấp mặt vào cái thằng Nacrot anh em ạ. What the hell? Tao làm bi thuốc lào xong chết. What? Phê thuốc lào à? Thì ra bạn phê thuốc lào à? Game mỡ chơi gì? Đây, game mỡ chơi cái gì vậy em? Trời ơi. Ui, hai mạng động mặt vào Na rồi anh em ạ. Cày thế nhở? Na chưa ra nó ăn thịt mình. Càng đấy, mình sẽ phục thù. Đợi đấy nhá, đây rồi. Cơ hội để mình rút lui đây rồi. Mày lui không ta? Chơi được, chơi được, chơi được. Ôi, được ơi. Ôi, ôi. Kéo nào. AFK rồi anh em ơi. Dừng thì nó không ăn. Mẹ nó đừng mà chết cái này thì hỏng rồi. Hỏng hết cả bánh kẹo rồi. Ôi ôi. Ai thương rồi anh em ơi. Tầm này còn AFK nữa ạ. Bố khỉ. Ôi hàng hàng hàng. Hàng. Từ từ. Ăn hàng đã khóc tiếp. Trời ơi. AFK rồi anh em ơi. Trời ơi. Bây giờ đánh 4, đánh 5 hay 4, đánh 6 đây trời. Đứng lại. Mày đứng hết lại. Rồi mày chửi đẹp chúng mày luôn. Nào. Chơi không? Mày chạy đi, mày chạy hộ. Mày chạy hộ tao với. Đi đâu sau này? Em xin nhá. Ui ui ui. À Zuka, Zuka, mày đi Zuka này. Ơ Zuka, hào hào ấy. Mẹ nó tông lên là thấy lấy cái bảng đếm số nó xuất hiện mập mờ trong cái đầu mình rồi đấy. Cay thế nhỉ? Ra nó cay mình lắm rồi. Từ nãy là phát mình băng trụ nó làm nó liên tục cay mình. Được. Được đấy thằng ra. Thế rồi ơi em mình. Đấy thanh niên kia bây giờ mày đánh rồi. Mày đánh rồi. Bỏ rừng không ăn rừng đi thẳng lên rừng kia. Đến kia là mày đánh rồi anh em ạ. Trời ơi. Ok. Không sao hết anh em ạ. Dù game chơi được. Dù game đánh được nha anh em. Anh em nhớ để lại một like để dù game gánh tem đây này. Ai xem ta đây. Thằng gì hất bùn, thằng gì AFK có thể đánh nhá. Kinh đấy, kinh. Ôi, anh ơi, anh ơi. Thôi. Mẹ thằng ra, anh em thấy không? Anh em thấy thằng ra nó kinh khủng không? Kinh đấy, chết đi. Láo ạ, định ăn dâu game ạ. Sai lầm của tuổi trẻ rồi. À, đây rồi. Thằng về. À, thôi, mình để lại thằng đây. Mình thấy con này nguy hiểm hơn anh em ạ. Hết đủ. Hết đủ. Thế là chúng nó chết hết mà mình không được liếm rồi. Ok, mà không sao hết. Đi đâu mà vội mà bà. Mà bấp tay đá. Mà quàng phải dây. Để là thắng qua đi. Ok. Rồi tiếp tục. Ôi mít ơi. Giết nó. Tôi đến đấy. Mày là mới đi được con sau này. Mày nhá. Cái thằng này. Cuối cùng mình cũng hạ được cái cơn tức trong người anh em ạ. Từ nãy nó giết mình mấy phát. Cái thằng này. Hả dạ quá anh em ơi. Như con tê tê. Ok. Giờ mình sẽ lấy cái trụ này. Trời ơi, thằng nhìn kia vẫn AFK anh trời ơi. Đáng thật anh em ơi. Ok. Ôi ôi ôi.
Ừ, nó định đánh mình em ạ. Nó định đánh mình em ạ. Ghê đấy, ghê đấy. Thì em xem đến giờ phút này, đừng quên để lại cho Zogame một like để cổ vũ tinh thần Zogame đánh kèm nha anh em nhá. Em thấy đấy, mình phải còng lưng lên mình gánh thôi. Ban đầu mình còn đi fit rồi, bây giờ ơi, lại còn 4 đến 6 thế này nữa. Chị khổ thật tôi. Ok. Ui ha 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 ha. Nói nhỏ tôi nghe thấy em ơi. Mày chết đi đâu con sâu lại. Mày giết tao này mày. Mày định ăn tao này. Chết đi mày. Ngu người. Chị bơ kêu nhẹ em ơi. Ha về. Ui quá kêu quá kêu. Này này. Ui dồi ôi chạy làm gì. Nó đây đánh nhau gì. Mày ơi. Từ từ. Không gọi là cục chốt được với cái bọn này đâu. Bọn này ghê lắm anh em ạ. Ok. Đây rồi đây rồi. Hello bạn nhỏ. Hello my friend. Lâu rồi mình không gặp nhau. Và đây đập nhau bạn ơi. Nhập lâu rồi mình không đập nhau. Không phải không gặp nhau nhé. Ra đây làm tí. Ồ đây rồi. Chạy vào dưới 6 anh em ạ. Ôi thôi tôi chạy 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 chạy. Dừng kết nối lại rồi. Dừng đánh tiếp rồi anh em ạ. Phê. Phải như lúc này là treo máy chứ không phải nó AFK anh em ơi. Quá là khám lọ. A few moments later. Ôi, nó đang đánh nhà tôi thôi. Biến về lại anh em ơi. Tới đây. Anh nhân kia đi đại bảo. Thấy ui, hay. Chưa bắt chung. Ngu người. À, mày đứng lại. Đi đâu sao này. Chạy mất rồi. Hình quá, chờ vỡ trụ anh em ạ. Chờ vỡ trụ. Ôi ôi, hồi hộp quá nhà đá anh em ơi. Mày thế mà không lấy được cái trụ của mình. Ok. Hên rồi. Rồi, các bạn định làm cái gì ạ? Dù game sẽ gánh tem anh em ơi. Đấy, từ nãy giờ mình chật vật đánh mày. Ngu hết cả người em ạ. Ui, từ. Chưa thua. Mình sẽ lật kèo anh em ơi. Đấy, cái tem mình nó fit mạng ghê quá. Mình phải cố lật kèo. Thằng bị. Ui, nó đi chết tôi rồi. Vừa chết thì mua được cái giáp hổ chích. Chích nhỉ. Rồi lên tiếp anh em ơi. Trận đấu căng thẳng quá anh em ơi. Mà xin phép anh em là có những cái chi tiết thừa mình bỏ qua anh em nhá. Tại vì nó dườm giá quá. Cái trận đầu nó hơi bị mất thời gian anh em ạ. Tại vì team mình nó cứ đẩy đi đẩy lại. Nó hơi tốn thời gian là mình cắt bỏ mình cái đoạn thừa nhá. Mình cũng chết đó. Mình chết hơi ngu là mình bỏ qua anh em. Mà không sao hết. Mình gánh được team rồi anh em ạ. Ok. Rồi bán ra hồi sinh một cái hacker thịnh nộ này lên quẩy xem nó anh em ạ. Dân chơi sợ gì mưa rơi. Mưa rơi to quá thì dân chơi đi về. Dân chơi Murat đi về anh em ạ. Ui ôi tham mê. Mày là bưởi. Tập mày dỗ game đập cho đi nát mặt nhá. Ra hết đây. Làm gì hả? Chẳng tao là gì lắm thế. Vì mày là một thằng nguy hiểm. Mày giết. Nhỉ anh em nhỉ. Ok. Gọi là Ui, mua nhầm đôi. Vãi đái nhưng mà nghĩ chưa có cái manh mua nhầm đồ rồi. Thôi mà không sao hết, tí nữa mình bán đồ lại nha mọi. Rồi, tập hợp ăn con dầu bảo chúa nào nha. Ok, ăn em đi. Rồi. Ui, anh em thấy dầu game đam to. Quá to luôn. Tí nữa mình kiếm đồ, mình bán đồ. Mình mua lại cái giáp hồi sinh anh em ạ. Cũng gần đủ tiền rồi. Mình tham tham một tí là đủ mua ngay. Bây giờ khổ cái thân tôi thế đi. Rồi, hàng. Mày à bưởi. Nói nhỏ không như thế, úi chạy mất rồi. Mày à bưởi. Ôi, ê, sao vứt kêu toàn không được vậy. Mấy cái đá nhận lát à. Sao bay hiếp gì luôn bên tao vậy. Ai cũng hiếp hết, để gặp bạn nào là hiếp bạn đấy luôn em. Chứ sợ cái gì. Ui, rồi chết rồi, từ. Hai ba bên bạn, thế thì đánh cái gì. Từ anh em ơi. Ô, đánh được. Ui, tem mình văn nhau bắn game nhá. Càng đấy. Ok. Thế thì chúng này hết đường chạy rồi. Làm phát ulti tốc biến kết thúc cái tem này. Ngu người. Quá hợp lý anh em ơi. Ok, thì mình kết thúc cái trận đấu tại đây nha. Anh em xem video để video này nhớ để lại cho Zogame Team một like, một đăng ký kênh. Và đừng quên comment những ý tưởng đồng gì khắm lọ nha. Bấm chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.